Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Như vậy thì trong cái quá trình mà mình làm review đến thời điểm hiện tại thì mình đã tư vấn smartphone cho rất nhiều đối tượng khác nhau, từ các bạn trẻ, các bạn sinh viên cho tới những cô dì chú bác, thậm chí là những người trong gia đình. Tuy nhiên thì có một đối tượng mà có lẽ là mình chưa bao giờ tư vấn và sẽ không bao giờ có thể tư vấn được, đó chính là các CEO công nghệ và đặc biệt là các tỷ phú. Và đã bao giờ anh em tự hỏi là họ, những CEO công nghệ ví dụ như là Bill Gates hay là những tỷ phú như là Donald Trump thì họ đang dùng smartphone gì hay chưa? Thì ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho anh em và mình chắc chắn rằng anh em sẽ cực kỳ bất ngờ. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi! Anh em ơi! Nhân vật đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là tất cả các anh em xem anh em TV đều sẽ biết, đó chính là Bill Gates. Đúng không ạ? 100% anh em đều biết tới cái tên này. Và đến thời điểm hiện tại thì smartphone mà Bill Gates đang dùng ấy, nó vẫn còn là một ẩn số. Thế nhưng điều đấy không ngăn được những cái đồn đoán cũng như là những cái dự đoán của những chiếc smartphone mà ông đang dùng. Và chúng ta mới chỉ có thể biết được đó chắc chắn không phải là một chiếc iPhone. Và thậm chí là Bill Gates còn nói không với iPhone. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn với tờ Fox News thì ông đã chia sẻ rằng mình đang đổi sang một thiết bị Android đã cài sẵn rất nhiều các ứng dụng của Microsoft, ví dụ như là Office, OneDrive hay là Outlook. Tuy nhiên thì ông không tiết lộ đó là smartphone gì, và cho đến thời điểm hiện tại thì Bill Gates đang dùng điện thoại gì vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản được việc có những dự đoán, và trang tin The Verge đã tiết lộ vào thời điểm đó thì ông đang sử dụng cho mình đó chính là chiếc Samsung Galaxy S8 phiên bản đặc biệt, được gọi là Samsung Galaxy S8 phiên bản Microsoft Edition. Chiếc máy này được cài sẵn rất nhiều những ứng dụng của Microsoft để Bill Gates có thể dùng thử để xem là những ứng dụng của Microsoft dùng có tốt ở trên các thiết bị Android hay không. Đặc biệt là trong đoạn cuối buổi phỏng vấn thì ông có được hỏi rằng: như vậy là anh không dùng iPhone đúng không? Ông còn nhấn mạnh thêm một lần nữa: không, tôi không dùng iPhone. So no iPhone. No iPhone. Trước đó thì như chúng ta đã biết, Windows Phone là một thất bại và Microsoft đã phải lựa chọn một hướng đi khác. Vào thời điểm đó thì có thể là Bill Gates đang muốn chuyển hướng và tập trung nhiều hơn vào phát triển dữ liệu đám mây. Và rất có thể lúc đó thì Microsoft đang hướng tới Samsung là đối tác của mình. Và như anh em có thể thấy rằng là ở thời điểm chiếc Samsung Galaxy S8 cách đây cũng đã khá lâu rồi. Và kết quả như thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Hiện tại thì Microsoft và Samsung đang là một trong những đối tác rất chặt chẽ của nhau. Và đặc biệt trong cái sự kiện Samsung Galaxy Note 20 Ultra vừa qua thì họ một lần nữa lại khẳng định cái điều này. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà Bill Gates ông ấy sử dụng chiếc Samsung Galaxy S8 ấy thì không chỉ nhằm mục đích gọi là để nghe gọi cũng như là sử dụng những cái nhu cầu cá nhân, mà bên cạnh đó thì việc sử dụng chiếc Samsung Galaxy S8 này nó còn giúp cho Bill Gates tìm ra được cũng như là dùng thử những cái ứng dụng của Microsoft nhằm để có những cái lời khuyên dành cho CEO hiện tại của Microsoft là Satya Nadella, để ông có thể là giúp Microsoft trở nên phát triển và thành công hơn nữa. Vâng, và đó chính là nhân vật đầu tiên, Bill Gates, và nhân vật thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay cũng là một người bạn rất thân của Bill Gates, đó chính là Warren Buffett. Chắc chắn là anh em cũng biết người này. Và hiện tại thì tài sản của Warren Buffett trị giá lên tới là 88,3 tỷ đô. Và anh em nghĩ xem, với một cái số tiền như vậy gần 90 tỷ đô la thì Warren Buffett sẽ dùng điện thoại gì? Vertu hay là điện thoại đính kim cương hột xoan? Sai hết, tất cả đều không phải. Mà hiện tại thì cho đến tận đầu năm nay thì ông vẫn đang sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập của Samsung với giá 20 đô la trong vòng 20 năm qua. Lý giải cho điều này thì ông nói rằng rất đơn giản, ông là một con người lạc hậu và ông cũng đã 89 tuổi rồi chứ không còn trẻ trung gì nữa. Và ông thấy rằng mọi người coi điện thoại như là thứ không thể thiếu, còn ông đơn giản chỉ dùng điện thoại để nghe gọi mà thôi. Thế nên là dùng một chiếc smartphone với ông là không quá cần thiết. Thậm chí là chính CEO của Apple là Tim Cook đã gửi thiệp mời cũng như là ngỏ ý là sẽ dành hàng giờ để có thể dạy cũng như là chỉ cho Warren Buffett cách để sử dụng một chiếc iPhone. Thế nhưng mà tất cả những cái lời mời đó của Tim Cook thì Warren Buffett đều từ chối. Cụ thể nó sẽ là như thế này. Ông đã chia sẻ rằng Tim Cook có gửi thiệp Giáng sinh cho tôi mọi năm và nói rằng năm nay tôi sẽ tặng ông một chiếc iPhone. Thế nhưng mà năm nào Warren Buffett cũng từ chối với một câu nói rất đơn giản: The market is not yet saturated. Hay dịch trong tiếng Việt là thị trường vẫn chưa bão hòa đâu. Và đúng là như vậy, Warren Buffett đã nói với Tim Cook rằng cái thời điểm mà tôi mua iPhone của ông ấy thì lúc đấy thị trường đã bão hòa rồi. Và cho đến đầu năm nay thì ông đã đổi sang một chiếc iPhone 11. Đó, và anh em có thể thấy rằng là rất có thể đây có là một cái ẩn lý cho việc là Warren Buffett đã quá chán cái việc là Tim Cook đã gửi thiệp Giáng sinh hàng năm rồi. Còn anh em thì sao? Anh em có nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì thị trường smartphone nó đã bão hòa hay chưa?
Và nếu như mà Warren Buffett mà có ý định là mua iPhone 12 thì hiện tại Cellphone.net cũng đang bán sản phẩm này, cũng như là anh em hoàn toàn có thể đặt hàng trước chiếc iPhone 12 tại Cellphone.net. Và đường link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới, và nếu như mà Warren Buffett có xem video này cứ click vào link bên dưới nhá. Tinh. Rồi, thì đó là về nhân vật thứ hai. Nhân vật tiếp theo cũng là một nhân vật rất đặc biệt và mình cũng đã nói từ đầu video. Ông không chỉ là tỷ phú, ông không chỉ giàu mà ông lại còn là tổng thống Mỹ cơ. Đúng rồi, đó chính là Donald Trump. Vâng, và một người đặc biệt như vậy thì cách sử dụng điện thoại của ông cũng đặc biệt không kém. Và theo như nguồn tin thì hiện tại Donald Trump đang sử dụng iPhone, mà không chỉ một mà ông có tới 2 chiếc iPhone, một để lên mạng và một để nghe gọi. Vì là tổng thống thế nên là 2 chiếc iPhone của ông Trump đều vô cùng đặc biệt, chúng đều bị hạn chế những tính năng cũng như là không có trình duyệt web. Thậm chí là khi mà lên làm tổng thống, ông còn phải đổi sang một số điện thoại mới và chỉ có một vài người thân tín được biết để đảm bảo được tính bảo mật cho điện thoại của ông. Bên cạnh đó thì bên trong chiếc iPhone của ông chỉ có đúng một ứng dụng bên thứ ba duy nhất, đó chính là Twitter. Và đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta thấy được rằng là ông Trump sử dụng mạng xã hội cũng như là Twitter rất nhiều, và ông sẽ có riêng một cái điện thoại như mình đã nói chỉ để dùng Twitter mà thôi. Thực ra thì cái việc mà ông Trump sử dụng iPhone mình nghĩ rằng ai cũng có thể biết được, tại vì ông là một người rất tích cực update cũng như chia sẻ trên mạng xã hội. Mà Twitter ấy thì anh em đã biết rằng là chúng ta sẽ có một cái dòng ghi chú là cái dòng tweet này được chia sẻ bởi iPhone. Thì đây vừa là một cái ưu điểm mà nó lại vừa là một cái điểm chí mạng, đặc biệt là dành cho các ngôi sao. Nếu như mà họ đang quảng cáo cho nhãn hàng này mà họ lại dùng Twitter bằng iPhone thì chúng ta sẽ biết được ngay. Và điều này thì không chỉ là ông Trump mà còn các CEO công nghệ khác, ví dụ như CEO của Xiaomi hay là CEO của Huawei thì ngày trước cũng đã dính một vài phone như thế rồi. Tuy nhiên thì như mình đã nói, cũng chính bởi vì cái tính năng này thành ra chúng ta mới biết được rằng là tổng thống đang dùng iPhone, đúng không ạ? Tuy nhiên thì ông Trump dùng iPhone đấy nhưng mà không phải là một fan của nhà táo. Trước khi tranh cử tổng thống thì ông được cho là đã sử dụng một chiếc Samsung Galaxy S3. Tất nhiên thông tin này là theo dạng đồn đoán mà thôi. Đặc biệt là mặc dù dùng iPhone, thế nhưng mà trước đó thì ông Trump là một trong những người tích cực phản đối Apple, thậm chí là chỉ trích trong cái việc là Apple họ từ chối mở khóa những chiếc iPhone cho FBI. Hơn thế nữa là ông cũng không phải là một tín đồ của công nghệ. Có thể thấy rõ điều đó qua văn phòng làm việc của ông. Không máy tính, không MacBook, không máy tính bảng, iPad, vân vân và vân vân. Mà trái lại có rất nhiều giấy tờ. Và ông cũng đã từng chia sẻ rằng ông không thích làm việc qua email mà thích làm việc với lại văn bản nhiều hơn. Vâng, và nhân vật cuối cùng trong video ngày hôm nay là vị tỷ phú nhiều tiền nhất thế giới, giàu nhất thế giới hiện tại. Đúng rồi, ông Jeff Bezos, đây là người đứng đầu đế chế Amazon hùng mạnh. Tuy nhiên thì nếu như để mà xếp hạng thì có lẽ ông sẽ là vị tỷ phú xui xẻo nhất trong 4 người của danh sách ngày hôm nay. Bởi vì ông cứ dùng điện thoại nào là hãng đó sập, điện thoại đó thất bại hoặc thậm chí là bị hack. Cụ thể trước đây vào năm 2012 thì ông đã từng sử dụng một chiếc BlackBerry và chưa được tiết lộ chính xác. Và không rõ là cái việc ông sử dụng điện thoại của dâu đen thì có liên quan gì đến việc Amazon đàm phán mua lại BlackBerry hay không. Tuy nhiên thì chúng ta có thể biết được rằng là thương vụ này sau đó đã đổ bể. Và kết quả của BlackBerry thì anh em cũng đã biết rồi. Sau khi chia tay với BlackBerry thì ông lại bén duyên với lại Fire Phone do chính Amazon tạo ra. Tuy nhiên thì niềm vui chưa được bao lâu, Fire Phone của công ty ông thì lại thất bại thảm hại vì rất nhiều lý do. Đầu tiên là mức giá quá cao, $650, ngang bằng với lại những chiếc iPhone thời điểm đó. Có rất nhiều tính năng nghe thì hay nhưng dùng thì chán chết. Ví dụ như là tái tạo vật thể 3D hay là quét hoặc là nhận diện mã vạch, vân vân và vân vân. Đặc biệt là thiếu vắng rất nhiều ứng dụng và kết quả thất bại toàn tập, hay nói giống các anh phê phim là phế đấy. Sau đó thì ông lại quyết định chuyển qua sử dụng iPhone cho nó lành. Thế nhưng mà nó cũng chả lành. Đầu năm nay ông lại bị phát hiện là hack điện thoại, bị dọa tung một loạt ảnh nóng, ảnh nhạy cảm, vân vân và vân vân. Tuy nhiên từ đó chúng ta biết được rằng là ông đang sử dụng một chiếc iPhone 10. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về những cái thông tin, về những cái điện thoại mà các CEO công nghệ cũng như là thậm chí là Tổng thống Mỹ đang dùng điện thoại gì. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về những thông tin kể trên thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của anh em TV. À, và thêm một điều nữa mà mình muốn nhắn nhủ với anh em. Hiện tại thì anh em đã có thể đặt hàng trước chiếc iPhone 12 vừa mới được ra mắt vào ngày hôm trước. Đấy, anh em chỉ cần đơn giản bấm vào đường link bên dưới thôi. Tất cả những thông tin mà anh em đang cần đều đã có ở đường link bên dưới. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Chúc anh em có một cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Mình đi Sài Gòn đây.